anh đeo cái dây đeo rồi quý vị, ta không có đem theo cái giỏ xách tay đó, để trong phòng mà khách sạn rồi ra là không có thấy, không có nói chuyện gần được và cái phone được. Mình đi xuống cái chiếc xe bus rồi ha, bây giờ là tới cái chỗ này, khu rừng nhỏ, bắt đầu đi bộ vô cái sa mạc để mà ăn tối ở đó. Hôm nay mặc cái áo màu trắng thiệt là quá là trắng luôn á, nhưng mà nó dễ nhăn. À con, chào cưng, nói hello đi. Không những là quên tay đeo để trong cái sách tay không có mang theo, mà cái đầu cũng chưa có chảy luôn nữa, tại bơi xong cái nước nó ướt hết trơn, thành ra là cột lên cột nè, khổ quá. Thôi ăn gì con? Cái này nó có cái hàng truck walking là đi bộ nè, đó người ta đóng dáng như vậy nè, hai bên làm hàng rào, mình cứ đi thôi, đi bộ trong đây rất là mát. Lên tới đây chúng thu quay cảnh xong mà không có người thì cũng buồn đúng không? Gốc cây này cũng lớn ghê nè, mà sao có vẻ như là bị khô vậy, có bị héo vậy? Lục không có đeo cái dây tai thành ra nói có thể không có nghe được thì thông cảm, giờ mình coi cảnh thôi. Bây giờ là mình đang đi bộ ở trong cái khu rừng nhỏ này trước khi mà lên xe bus đi ra sa mạc ăn tối đêm nay. Thì đây, trong đây nó mát lắm quý vị, trong đây rất là mát. Đầu tóc chưa có được chải gọn nữa, tại vì vừa đi bơi về là đi liền đó, thành ra là tóc ướt hết trơn cột lên cột, chứ bây giờ thả ra nó kỳ lắm. Hôm nay Ngọc Lục mặc cái áo trắng để đi đi ra sa mạc tình yêu. Bây giờ chỗ này thì nó hết có cái này, nó có xi măng, đường lối đi xi măng, chứ nó hết có cái chỗ mà bằng gỗ rồi, này nó xây lối đi xi măng như vậy ha. You're on in the orange shirt. Where are you going? Socks. I'm going. Is it like a smart or smart like Kobe? Yeah. Where are you going to, MT? Okay, I'm going. Okay, okay. Evidence of the big boy bullying the little boy. Are you okay? You can call out for help. If you don't feel safe, call out for help. I don't feel safe. I call out for help. I want to go back to the hotel. Yeah, say, what is, how do you call it? For help! I call 000. And then what did you say when you call 000? I want to go home. Where do you want to go home? Okay, call now. Ring the 000. Ring. But you have the phone. Thank so you. Thank you for wearing a beautiful orange shirt. Smile.
have an eye on another kangaroo. I know, I'm sorry. MT sitting on the bus. Where is he going? Hello, the Western Bay kangaroos. Hopefully everyone saw at least one. Where is he going? He's going today. To the jungle. Normally they would be sitting in the grass areas, sometimes by their hundreds. Right. I think excess of school holiday kids and warm weather is enough for them to decide to eat. Later stage of today. And they don't have particular feeding times, they come out. A lot less. 4,000 meters is 40 meters. 4,000 centimeters is 40 meters. What is the half of this? Yes. They'll leave me front there. Plants are continually and regularly changing. We have more species growing in that area than just about anywhere else. That last count there are at least 70,000 wildflower species in WA. Only that one? Many of them are actually controlled, at least in part, by fungi. We have at least probably about 50,000 species of macro fungi. Now, fungi you can not true, he's going to the desert. In the pineapple between, desert tour. 500,000 species of micro fungi, which are actually. Giống cây Christmas tree, và nhưng mà để xuống thì mình hỏi ông bus driver có cây gì? Fungi actually. Use mycelium, that's the underground parts of a typical mushroom. So those events are very rare, but they do happen, and there's not a lot you can do about it. We do have satellites that actually monitor the sun 24/7, and one of these bursts, if it happens, would take at least 3 days to get here. So we do have some degree of warning, which is good. But yes, it would create big problems if one of those events happened today. Pinnacle views. Desert view walk 1K return. Let's see this. Okay, mình đi bộ 1K return. Have a look around. Rồi, cái này là cái sa mạc tình yêu. Falling rock risk. Nguy hiểm nha. Chỗ này có đá nó rớt xuống nha. Bắt đầu đi bộ nè. Ây da. Hơn quá. Mang đôi giày màu đen, mặc dù nó không có hợp với cái áo, nhưng mà đi bộ rất là tiện. Họ kêu mình á, đừng có ngồi hay là đừng có đi, thời gian ở đây là khoảng 6 giờ mấy chiều á, nhưng mà ngày hôm nay bởi vì là mùa hè, cho nên mặt trời còn rất là cao, cho nên tới 7 giờ 25 gì đó thì mới là mặt trời xuống, mặt trời lặn, mà mình phải trở lại xe bus lúc 7 giờ để đi ăn tối. Sau đó ăn tối xong 8 giờ trở lại đây đếm sao trời, star grazing. Tại vì nào? Pinnacle's view.
Ủa, đi sao mà cũng có con bé này nữa, con ai mà nó lạc lội đây đấy hả? Sao má mày con không đi giữ con hả? Tại sao con đi theo hoài vậy? Mâm đâu? Nó đi lạc lội hoài à, không ai giữ nó hết trơn á. Thằng kia nó kêu là sa mạc tình yêu, pinocchio view. Sa mạc có cái tên là Pinnacle Desert. Hồi nào giờ mình nghe sa mạc mà đâu có biết đâu. Mình biết là nơi này là chỗ rất là nóng, rất là nắng, không có nước gì hết trơn, nó khô queo, khô cằn, khô khổi. Thì ra đây là những cái Pinnacle sao? Nổi lên đá tự nhiên rồi theo thời gian nó bị mòn hả? Cái đất thì nó màu vàng chứ không phải màu trắng. Mà lúc nãy trên đường xe bò chạy thì mình thấy là có một cái bãi cát trắng màu trắng xóa luôn. Mình cứ tưởng nó là sa mạc nhưng mà sao cái này là vàng ha. Nhìn xa xa giống như nghĩa trang của Tây Nguyên. Mấy cục đá đây, có mấy cục đá, có em tôi đang đứng lập kiểu kìa, mày có sao không? Mặt lại gió nó lên đó, thành ra là nó làm cho ôi cái cảnh này đẹp nè. Phía sau này có mấy cái đá, bạn tảng đá đẹp quá. Sa mạc ơi, hàng chi họ thả mình xuống đây một tiếng là đủ rồi, quá là lạnh luôn. Is the sand going to... Pinnacle. Đây là sa mạc. Gió quá. Nó thực ra là nó làm cho cát nó bay lên. Yes, I can. Okay, con cầm video nè. Rồi okay, để mình quay xong rồi con cầm nha. Gió mà nó hất lên một cái là nó đau người luôn á, nó đau cái chân. Khoan, được rồi, đủ video nha. Okay, so we are facing a natural disaster called a sandstorm. So you see, there's also so much sand around here that we can't even see. This is so crazy. We can't even walk that fast. Call 000 to save us, and also like and subscribe. Giờ đây Ngọc Lục tường trình từ Western Australia, tiểu bang Tây Úc. Ngọc Lục đến đây Pinnacle Desert, sa mạc của Tây Úc, có cái tên gọi là Pinnacle. Và đây có một em bé đang bị lạc. Em bé, mâm con đâu? Sao bị lạc ở đây? Hả? Nãy con nói là con bị natural disaster đúng yes. không? I've been surviving for 10 years.
10 year, đến đây 10 năm rồi, ở đây đó hả? Trời tội nghiệp quá, em ở đây 10 năm rồi. Thì cái sa mạc này á, mình phải đến, mình phải lấy xe từ ở Perth đó, thành phố Perth vô đây. Hơn 1 tiếng á quý vị, khoảng 1 tiếng rưỡi á nha, 1 tiếng rưỡi lái xe. Wow, nó rộng thật là rộng luôn. Bây giờ chủ xe bus họ thả mình xuống để cho mình làm một cái tường trình như thế này. Và sau đó mình sẽ chở ra hẹn đúng 1 tiếng đồng hồ mình sẽ chở lại xe bus để họ dẫn mình đi ăn tối. Nhưng mà rất tiếc là mặt trời ngày hôm nay đây nè còn lên cao quá, thật ra là chưa có kịp quay mặt trời lặn ngày hôm nay ở ngay tại đây. Lý do là tới 7 giờ rưỡi mặt trời nó mới lặn, thời tiết mùa hè mặt 7 giờ rưỡi thôi mới lặn, cho nên họ không thể nào đợi tới 7 giờ rưỡi rồi mới chở nguyên đoàn xe để đi ăn. Do đó chúng tôi phải chở lại xe lúc 7 giờ đi ăn xong 8 giờ trở lại đây thì sẽ coi thêm đợt thứ nhì, đó là coi những ngôi sao trên mặt trời, nó kêu là star gazing. Rồi bây giờ Ngọc Lục đã tường trình xong rồi, bây giờ Ngọc Lục đưa anh chị em đi xem quang cảnh ở desert này nha. Hy vọng là không có gió thổi lên, tại vì nếu mà gió mà thổi lên á thì cái chân của mình mà mình mặc mấy cái quần ngắn á hay là đầm ngắn á nó sẽ hất cái cát lên và nó làm cho da thịt của mình rêm hết trơn, đau lắm quý vị. Mà nếu như mình nói chuyện á cát có thể hấp vô cái miệng của mình đó, thì mình rất cẩn thận. Do đó em bé này nè, em sẽ có thể cầm một cái nón đó, anh che lại, che mặt xong, che xong không nói chuyện được luôn đó. Phải đính cái miệng như vậy đó và nhắm mắt lại, cái này mình phải đem kiếng mát đó ha. Dạ yeah. Được, có cái kiếng này cũng đỡ lắm, nên nó che thôi. Đừng có che, đừng có thấy cái chân, cái da của mình á. Khi mà gió thổi mà cát nó bay lên á thì nó không có đụng vô da thịt của mình, nó không có bị đau. Dạ, như vậy đó. Đây là những gì mình có thể gửi lại cho những anh chị em nào đến Pinnacle Desert trong những cái chuyến bay hay trong những đi sắp tới ở Western Australia. Ok, xin chào tạm biệt tại đây. Bye now. Bye con. Không bye không? Còn không ai hả? Vậy tiếp tục, nói tiếp tục. Rồi, không muốn nói gì. Nãy giờ mình đi bao nhiêu đoạn rồi. Ở bên đây đã lớn hơn nè. Trời ơi, cái gì ơi. Làm tường trình cái kiểu này, live cái kiểu này là khó dữ lắm á nha. Bên đây nó lớn lắm nè. Nguyên một cái tảng đá rất là bự. Pinnacle. Cái tên gọi là Pinnacle là Pinnacle. Lớn ghê chưa? Cao mà. Cái tảng này rất lớn đây nè. Bao lại nó còn đứng rồi, cao bao lâu mà cao. Report to you what has happened just then. So we were having a nice day, but then the news said that the wind was really crazy. Okay. And there was a massive sandstorm that blew everyone away except
blow of the wind. Yourself, but if you do, please bring sunglasses, wear long sleeve shirt and long hands with a long brim hat, so we'll prepare for it. We were preparing, however it's not that bright. Are you feeling better? Okay, the sandstorm has gone, has passed. Right. Thank you for your story. Và bây giờ trở lại cô Hương sẽ làm video nói tiếng Việt. Tại vì mình vừa nói tiếng Anh, mình upload lên một cái channel. Bây giờ mình trở lại mình làm nói tiếng Việt. Ở đây là sa mạc, có cái tên gọi là Pinnacle Desert, sa mạc. Thì như là một tường trình, một lục tường trình lúc nãy đó. Thì chúng tôi đến đây cũng có chuẩn bị nhưng mà chưa có đầy đủ lắm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải chuẩn bị mặc dài, áo dài, rồi phải mang cái mát, rồi mình phải mang nó để phòng hờ mà gió mà nó lên một cái đó thì mình cũng có bị trúng vô da, vô xương, vô thịt của mình ha. Nhưng mà mình nói như vậy thôi. Thì nếu mà đúng rồi, nếu mà có cái mát sẽ càng tốt. Tuy nhiên nói như vậy thôi chứ không có đến nỗi là tệ lắm. Nãy giờ quý vị cũng vẫn nghe được Ngọc Lục có thể nói chuyện được phải không? Thì chứng minh là đó mình cũng có thể nói được những cái lúc mà gió nó tành tành như thế này nè. Bây giờ là gió đang nhỏ yên rồi. Đó, bây giờ là hết gió ha. Đang đứng giữa sa mạc. Trời hôm nay gần 7 giờ tối rồi mà mặt trời còn cao quá. Thật ra là không có quay được cái cảnh mặt trời lặn ở đây. Rất là tiếc, rất là lấy làm tiếc. Bởi vì mùa hè mặt trời nó lặn cái hướng này á, hơi bị thấp. Ôi xin lỗi, hơi bị trễ. Cho nên cái người chủ mà tổ chức cái chuyến tour này đó, họ xin lỗi là không thể nào quay được cái cảnh mặt trời lặn ở nơi đây. Nhưng mà không sao, chúng tôi sẽ trở lại dịp 2 để mà quay cái star gazing, có nghĩa là những vì sao lung linh vào buổi tối. Phải không? Phải star gazing là những vì sao. Ok, the little boy. Bây giờ mình phải đi nè. 15 phút nữa là 7 giờ. Rồi, tạm biệt sa mạc ngày hôm nay. Hả? Tạm biệt các con, tạm biệt và goodbye đó. Tạm biệt sa mạc ngày hôm nay, hẹn gặp trở lại. Là đi quay ở sa mạc thì ra là những cái nơi này để cho cực khổ quá quý vị. Nếu mà tưởng tượng đưa một đoạn phim hay một đoạn nhạc ra đây mình quay rất là công phu ha. Cậu Lục đang quay ở cái nó kêu là point 5 á, nghĩa là nó làm cho màn hình nó rộng ra, nhìn thấy thích lắm á.
có thể chọn cái 0.5, nhưng mà khi mà cái máy mình chuyển về cái người của mình đó thì mình không có được chọn 0.5 mà là mình chỉ quay có một thứ là số 1 thôi, do là hình ảnh nó rất là thật là số 1 thôi chứ nó không phải là right angle như là 0.5 ha. Vì đây là con đường đi về, mình vừa ghé thăm cái sa mạc rồi, hồi nãy có làm nhiều cái đoạn video ngắn để share chia sẻ lại với anh chị bà con cô bác. Đây cậu nhỏ, cậu nhỏ rồi, thế là let's go. Rồi bây giờ xin tạm biệt. Đi con. Mặt trời còn nằm phía sau lưng của Ngọc Lục nè, thì làm sao mà xuống được, còn cao lắm, chưa có xuống được đâu. Là phải đi về thôi, phải tạm biệt mặt trời lặn ngày hôm nay. Đâu mất rồi? Mặt trời lặn không? Đây. Đó, mặt trời còn cao cỡ này làm sao mà lặn được quý vị? À, không có lặn được đâu. Cho nên bây giờ mình tạm biệt, mình đi về. Trời nữa mới xong.